Lý Nhã Kỳ ngồi bàn tiệc quyền lực tại gala VIP party của Cannes. Tối ngày 20 tháng 5, Lý Nhã Kỳ đã góp mặt trong buổi gala VIP party với sự tham dự của 200 quan khách là những nhân vật quan trọng có quyền lực hàng đầu trong giới điện ảnh tại Cannes. Lý Nhã Kỳ được ngài Gilles Jacob, nguyên chủ tịch Liên hoan phim Cannes, đương kim chủ tịch Cine Foundation Cannes, đặc biệt mời ngồi chung bàn tiệc cùng 24 người. Đây được gọi là bàn tiệc quyền lực nhất của buổi gala VIP party. Lý Nhã Kỳ được sắp xếp ngồi ở vị trí trung tâm trên bàn tiệc. Trang phục trắng giúp cô tiếp tục trở thành nhân vật nổi bật giữa đám đông. 5 ngày xuất hiện trên thảm đỏ Cannes 2016, Lý Nhã Kỳ với hình ảnh cổ điển tinh tế đã gây không ít ấn tượng với những nhân vật nổi tiếng. Trong buổi tiệc quyền lực tại Cannes, Lý Nhã Kỳ thu hút khi diện đầm màu trắng thuộc dòng Haute Couture của thương hiệu Charles Hobeika. Thiết kế cực kỳ tinh tế có phần kính cổng cao tường, nhưng vẫn gợi cảm với phần đùi xẻ sâu khoe chân thon. Sắc trắng thanh khiết cùng form dáng ôm sát, tôn vóc dáng thanh tú mà kiêu sa của Lý Nhã Kỳ. Cô chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, tóc dài thả tự nhiên, kết hợp với trang sức Paolo Balvin như đoá hoa bừng nở đầy duyên dáng. Nếu như khi tham dự Cannes, Lý Nhã Kỳ được dành những sự ưu ái đặc biệt của ban tổ chức như đi xe sang, bảo vệ riêng, đi thảm đỏ hay được MC đọc tên trang trọng, thì tại buổi tiệc VIP quan trọng của Cannes, cô tiếp tục được sắp xếp ngồi tại bàn tiệc quyền lực ở vị trí trung tâm. Điều này một lần nữa khẳng định được vị thế không đơn giản của Lý Nhã Kỳ và những mối quan hệ lớn của cô tại Cannes. Trong buổi tiệc VIP party tại Cannes, Lý Nhã Kỳ gặp gỡ, trò chuyện với rất nhiều người làm trong giới chuyên môn, những người làm điện ảnh của thế giới. Nữ diễn viên luôn nhận được lời khuyên nên quay trở về với điện ảnh vì họ nhìn thấy ở cô có nhiều năng lực tiềm ẩn không nên bỏ lỡ. Lý Nhã Kỳ còn chụp ảnh thân thiết cùng những khách VIP hàng đầu trong buổi tiệc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.